Sáng 22 tháng 8, đoàn thanh thiếu niên tỉnh Côn Nam, Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, tìm hiểu lịch sử vùng đất Đồng Nai. Cụ thể, trong chương trình, đoàn đã ghé thăm tìm hiểu tại Bảo tàng Đồng Nai, tham quan dân hương tại Văn miếu Trấn Biên, giao lưu với học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mở đầu chuyến tham quan, các đại biểu thanh thiếu niên tỉnh Côn Nam đã được nghe giới thiệu về vùng đất thiên nhiên và con người Đồng Nai qua những hiện vật, thông tin vị trí địa lý, bản đồ hành chính, diện tích dân số, các địa danh, danh lam thắng cảnh. Tìm hiểu các dân tộc sống trên địa bàn về đời sống văn hóa của người Chơ Ro, các lễ hội cúng ma chay, đâm trâu, cúng thần lúa, các nghề thủ công truyền thống, nghề điêu khắc đá, nghề gốm, chiêm ngưỡng các sản phẩm gốm trưng bày. Tiếp đến, đoàn đã dâng hương lên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các danh nhân văn hóa tại Văn miếu Trấn Biên. Kết thúc chương trình sáng nay là hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ của đoàn thanh thiếu niên tỉnh Côn Nam cùng học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và trao tặng nhau những món quà lưu niệm ý nghĩa. Sau đó, đoàn sẽ tiếp tục tham gia đêm nhạc giao lưu thanh thiếu niên với học sinh các trường và sinh viên Lào và Campuchia trên địa bàn tỉnh, tìm hiểu và trải nghiệm nghệ thuật làm gốm tại làng gốm Biên Hòa, sinh hoạt lửa trại, xem biểu diễn nghệ thuật văn hóa cồng chiêng tại khu du lịch Thác Ba Giọt, huyện Định Quán. Chương trình này là hoạt động giữa hai tỉnh Đồng Nai và Côn Nam nhằm tạo điều kiện để thanh thiếu niên hai tỉnh gặp gỡ giao lưu, tìm hiểu về phong tục tập quán, nền văn hóa của nhau, góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị giữa hai tỉnh Côn Nam và Đồng Nai nói riêng, hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.